Rồi, chia sẻ của chị đang live rồi đấy ở Tâm Linh Đại Việt. Nhìn ông đàn hoành tráng nhá. Thế này mà còn không muốn thì muốn thế nào nữa? Thấy sống hơn cả người. Thế à? Chưa thấy like lục gì cả. Đang trong phần kết chưa like. Không phải fanpage đâu, Tâm Linh Đại Việt cơ. Đây. Kết nối mạng yếu. Chưa đợi. Hiện có cái. Mọi người thấy chưa? Một lúc đợi đấy. Trang ơi, Trang cầm lấy cho chị để chị đi vào cây. Đấy. Em có thể nói một lúc. Xin chào mọi người nhá. Hôm nay là đàn lễ cầu siêu. Đàn lễ cầu siêu Vong Nhi. Đàn lễ này sẽ có cả cầu tự nữa các bạn ạ.
Thì sau khi cầu siêu xong thì sẽ cầu tự luôn. Những bạn nào hiếm muộn thì có thể tham gia. Đây. Đây là đàn lễ mọi người sắp. Ngày hôm qua thì mình cũng đã chia sẻ rồi. Đây mình sẽ vào ban tam bảo cho mọi người xem. Đây, sớ ấy đây. Vâng, ở bên cầu tự. Vâng. Này. Đàn này là có giải oan cắt kết và các thầy đang đã chuẩn bị xong đây rồi. Sao vậy chị? Vâng. Anh ơi, sau cái đàn này kết còn có đàn mông sơn ấy. Đàn mông sơn là rất là to, thì mình cái lễ mình có nhiều ấy thì mình có thể để lại cho đàn mông sơn thì nó hoan hỉ. Vâng, tại vì ở đây mọi người cũng sắp lễ rồi. Xin chào 8 người đang xem. Đây là bên ban tam bảo bày đàn. Hôm nay chỉ có đàn cắt kết ở đây. Các thầy thì đang cúng ở bên đàn. Các thầy đang cúng ở bên đàn, bên nhà tổ trước. Đây mình đi vào đây cho mọi người xem nữa. Thầy pháp mà đang cúng ở bên bên ban tam bảo, à bên ban nhà tổ các bạn ạ. Đây ngoài sân này là, à đây là có các bạn là trợ đàn, hỗ trợ cho đàn đang đứng ngoài này và hỗ trợ bất kỳ lúc nào. Khổ quá, cái hương nó nói hết chỗ này là hết dung dịch. Đâu, không chiều không có. Một can này đây. Hết chỗ đấy thôi. Hết chỗ này thôi. Lặng lặng lặng. Lúc nãy là đổ đầy nước vào trong cái chai đấy rồi đúng không? Nhưng mà em bảo này như đổ đây là mình đặt cho loãng thêm đi. Cho lên loãng thêm đi. Ôi dồi còn nhiều lắm, thoải mái. Thôi không hết chỗ này hết. Đừng loãng quá là nó không tạo được bong bóng đâu. Loãng là cái bong bóng chưa, cái bay ra đã nổ rồi. Các bạn thấy chưa? Hay thôi nhá. Đây còn đang kệ. Nó chỗ dung dịch trong này thôi. Hết chỗ này còn nửa. Ồ, không hiểu rằng là em biết rồi nhưng mà chắc là sợ quạt đấy, xong là nó chả sao, không sao. Đây, thôi cứ chơi đi, tí nữa tôi lại gọi thêm hai can nữa về có mà tắm ra. Cái gì? Cái này hả? Ờ. Cái này lấy cái dầu rửa bát đi. Thế á? Ờ, được mà. Khẩn khẩn cái gì mà cầu siêu ấy nhỉ? Để bên này. Lúc bé thì chỉ có lấy dầu rửa bát qua thổi thôi. Này, đi bắt được mày bong bóng. Đây là có cái dung dịch gì ấy. Cái riêng đấy. Không, cái này dầu rửa bát được mà. Nhưng mà nó là dung dịch thổi bong bóng này riêng để nó đỡ bẩn ý. Hiểu không?
Bật đi em ơi. Em ơi bật đi. Cậu bảo mang ngoài kia thì không mang, mang ngoài kia. Mang ngoài nhá. Ngoài nhá. Đập đi. Vui không? Có cái máy đây trông vui à? Anh sẽ phải làm hai cả hai bên. Thôi bà, hai cả hai bên để đàn bông sơn thấy không thở được. Không làm một cái bên kia nữa. Thế này, không cái này mà lúc cái này mà hầu lúc hầu mà hầu cô ấy, lên đây. Đây là một cái này, cái này một quạt đúng không? Không biết. Một trong một cái này mua bao nhiêu tiền? 700 đấy cả, nói tóm lại là nó gần 1 triệu cả bong bóng. À. Thế cả nguyên một bộ này cả cái can nước là 1 triệu. Thế là coi như mua bộ này hầu. Ừ. Nhờ. Bạn đấy là qua chốt rồi ngay là nhanh. Hả? Mình cứ phải đàn này có baby là mình phải thích có cái bong bóng này cho vui rồi. Ông bảo là 108 quả bóng bay. Ông là phải đi 2 chuyến. Thì là ông chồng sợ bay rồi. Thế á? 108 quả bóng bay nữa thì sắp sửa đàn bông sơn, chuẩn bị đàn bông sơn nhá, là sẽ hạ hết cả hạt ở bên ngoài này này. Cả bên trong là buộc lên bong bóng. Là xong rồi nhà hạt buộc lên bong bóng. Sau khi mà sau đàn bông sơn là sẽ là thả bay lên trời hết. Là 3.000 con hạt là sẽ bay lên trời. Mua bong bóng xịn luôn. Bong bóng là cái loại mà 3 ngày mới xịt ý. Trăng tí nữa, trăng ở đây là trăng. Lần này thì sẽ là hơn lần trước rất nhiều, bởi vì là lần trước thì thứ nhất là lực lượng nó mỏng, lực lượng mỏng, và hai là cũng là chưa va vào nhiều. Đây đàn lần này thì hoan hỉ, nói chung là lần nào cũng hoan hỉ, nhưng mà nó sẽ mỗi một lần làm thì mình sẽ có kinh nghiệm hơn, tiến bộ hơn, nó sẽ tiến bộ hơn nhiều. Làm ở chùa cũng nhỏ ấy thì cũng dễ bẩn nhỉ. Như hôm đợt trước từ xa dầm rộng to. Cũng có cái kiểu hay của bên đấy. Cũng có cái hay của rộng. Nhưng mà làm ở Hà Nội thì mọi người dễ đi hơn. Làm ở xa mọi người hơi khó vất vả. Nghe cái nhạc này em cảm giác như... Sao? Mua gối phải con chim. Để mua thêm một can này nữa nhá. Thôi, là bộ gối phải con chim. Sống làm hàng quá. Hoang quá, mộng mơ này. Hoang quá, hoang quá. Mà này, đứng ở đây đi, đứng ở trước gió này cười vừa thôi mới đậu hết cả răng hết. Thịt mà sao phòng chị mà. Này. Cô Trang phát biểu cảm tưởng thế nào? Rất là gian dào và rung rinh đúng không? Cảm nhận được các con thực ra quan trọng nhất là vì từ cái tâm và kiểu rất là nhiều người đổ về đây, và dồn hồi hướng cho cái đàn này, nên là nó cũng năng lượng nó cũng mạnh hơn đấy. Thực ra cũng chẳng có nhiều, có hơn 1.500.000 sớ thôi. Mấy đâu có 1.500.000 sớ này, có mấy đâu. Kinh nhờ nói sớ bao nhiêu. Các thầy còn choáng ấy. Đại diện cho cả bản hội mà này. Đi vào đi. Đây đây ai cầm lai chi đây em, để em cầm em lai hộ vậy. Đại diện cho bản hội. Tôi cứ quay vòng vòng mãi đi vào quay đàn lễ. Đàn lễ. Cậu vào lai chi mà lễ sớ. Âm dương giải oan thích kết siêu độ vong linh
bảo hai này như sán nạc cuốn tử chấn thế vô hồn thì các bảo đài cầu ân siêu dương khánh quân lợi làm sơ kiến thần trai chủ nguyên nam thị phu yên đại diện hiện đồng chư nhân chư gia hương nghĩa hữu tình nhân duyên tập phúc thành tâm kiến cung đảng ước nhật phổ linh nhất tâm duy nhật giản câu nhất hàm thần quán tâm thâm vô bắc hương hương niệm ngũ phận ngũ nga chiêm bảo giáng sinh tây lai ngưỡng vọng từ quan đi vì chứng giám kim minh hội chủ ông ma thì chú chân linh sẵn nạp cuồng tử hải đi đi nam đi nữ các phái nhật thiết đẳng chư vạn hồn thiết niệm chư vị chân linh thần tu kim ma nguyệt các ta nhận túc thịnh hiền lưu tiểu vô tịnh sứ khải kiến độ âm bảo dân phát đàn hai nhất chu tiêu chu viên ni tán kim bắt đạo tràng thành tựu pháp sự sơ hành thần cụ sơ văn thiên thân hướng đỉnh cung sư nam mô tây thiên đông độ nam việt lịch đại tổ sư sư bồ tát thuyền tọa hạ cùng về tổ sư đứng thiên nhất lạc tâm địa văn dung lưu thủy nhất hoàng y chính pháp thân chi viên tịnh phù vân phán điểm chân như diệu tinh chi thanh nghe nhàn vận thần thông hoàng khai diệu lần cung vọng tôn tư doãn bằng phàm hồn phúc nguyện cổ đăng vĩnh siêu pháp ân trùng quang trí tuệ viên dung phổ độ vần mê ư ám linh thông cảm ứng vọng suy bách phúc trí lương duyên nhất thiết sở cầu tất tai quả toại ê đặc thần hạ đế vô nhân kịch thiết bình tĩnh chi chi cẩn sớ thiên phận kỷ hợi niên tứ nguyệt phúc sinh tôn nhật thần đệ tử thành tâm hòa nam thượng nước bên này được.